Và bây giờ, trong không khí Giáng sinh sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau chào đón thí sinh đầu tiên. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài té lăn ngã nghiêng không ngừng cười. Trời ươm nắng cho mây hồng, mây đi qua em như sầu. Còn mưa mãi như hôm nào, em ghé thăm mây âm thầm mang gió lên. Dạ em xin chào hai anh chị, xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Ồ, Bạch Tuyết, em ở đâu? À, dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em là tên gì? Em là con trai hả? Dạ em là con trai. Dạ em tên là Đỗ Phú Quý ạ. Phú Quý hả? Em đang làm công việc gì? À, dạ hiện tại em đang bắt đầu hoạt động ca hát. Ca hát hả? Là dạ là ca sĩ hát trẻ. Ở đâu? Dạ dạ hát vòng quanh. Tại sao em ra đây em lại hát bài Mưa Hồng? Dạ tại vì hôm qua trời bị mưa. Vậy được. Chị tưởng em bắt kịp một cái tờ báo nào đó, nó viết một cái gì đó rồi em nắm bắt thời sự. Chị nghĩ thế thôi. Em ơi, em đẹp. Dạ. Sang, phong cách nhẹ nhàng, khoan thai. Được cái đồ nóng giống tôi chứ, lông, lá, đồ. Dạ, cũng lông, lông nhiều lắm. Ờ, cưng dạ. Quá à. Diễn đi. Diễn đi Elsa. Dạ. Dạ, để em xin bắt đầu. Rồi. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Tí, mũi, chị, em. Trời mày, tao, Mỹ Cái. Trời ơi chị. Ôi em ơi. Trời đất ơi. Trời khỏe không? Nãy giờ sao? Nãy giờ coi. Dạ, hồi nãy giờ nãy ơi, giờ con có mệt không? Nãy giờ con có mệt không? Trời ơi. Trên hai, Tiến Hành đã đổi được cười và anh có 2 triệu đồng. Hai con điên. Trời ơi. Ở đâu tuồng ra thêm một bài gì ghẻ mà đã xấu quá. Duyên. Ba. Ừ. Bà là bài gì ghẻ thiệt. Trời ơi. Rồi tự nhiên chị em tí muộn lát mày tao chế luôn. Được. Chịu. Bạn ơi, bạn là hỗ trợ bạn diễn hả? Dạ em hỗ trợ. Hỗ trợ mà làm dữ vậy? Tôi ngắt cái đôi bông ra. Được. Chia làm hai. Được. Mỗi đứa đeo chiếc. Đầu tư dữ dội. Hai đôi bông giống nhau giống như là hai chị em sinh đôi vậy đó. Dạ. Nó dập mình nữa. Nè, hai bạn đầu tư kỹ lưỡng, hợp lý. Tiểu phẩm vui, xàm 2 triệu. Rồi, các bạn đã có chắc chắn là 2 triệu rồi. Vòng sau sẽ là 10 triệu. Nhưng nếu thất bại sẽ mất 2 triệu. Các bạn cứ thảo luận với nhau xem là mình nên lấy 2 triệu hay là đi tiếp để lấy 10 triệu. À, dạ, quyết định của hai đứa em là tiếp tục. Chơi tiếp. Không tiếp là tôi giận luôn. Rồi hai bạn có chuẩn bị gì không ạ? À? Dạ không, chỉ có nhích qua đây miếng nhẹ. Rồi nhích miếng nhẹ. Nhích qua đây miếng nhẹ. Cưng. Thời gian 60 giây, vòng 2 bắt đầu. Chị. Em. Trời đất ơi, thành phố mới thấy thôi mà sao tìm ngoài quá ngã. Ồ chàng ngu là chàng. Chị đứng đây đợi em muốn sầm nổ luôn á. Bây giờ chị thấy em chưa? Chị thấy em rồi. Chị. Em. Em. Chúc mừng bạn, danh hài Chiến Thành đã đỡ được rồi. Bạn có được đây 10 triệu đồng. Ở đâu ra hai con động vật bậc cao nha. Bậc cái nào cái đấy cao thiệt là cao. Trời ơi em ơi, em hồi xưa phải vô đoàn Lân Sư Rồng. Em năng khiêu lâm. Em mà phải múa đó là em phải múa rồng. Dạ. Em có múa lân nữa nha. Em khủng khiếp. Em giống như là cái con cá rô mà người ta bắt lên bờ đó. Rút oxy mà ra, trời ơi giấy thấy ghê luôn, xấu quá. Xấu một cách duyên dáng, khủng khiếp, hai đứa, giỏi. Rồi các bạn, đã chiến thắng được 10 triệu rồi. Nãy giờ đó, khuyến khích nhiều đó nghe. Cố gắng cho anh coi cái gì nó có tình huống hơn được không? Còn không? Vòng sau là 20 triệu. Vậy quyết định hai bạn là? Tụi em xin phép được tiếp tục và làm tiếp cái cũ luôn. Giỏi. Tiếp tục. Thời gian 60 giây.
Vòng 3 bắt đầu. Chị em. Hả? Ôi, này giờ đứng đó mà không có thấy nè. Ôi ơi. Chị ơi, chị ơi. Ôi, cái này là của em. Của chị. Của em. Của chị. Của em. Của chị. Thôi đi. Má ơi, bây giờ má nói đi, nó cũng má đẻ ra hai đứa nào. Trời ơi. Trời ơi. Sao? Thì ra. Thì ra má đã lừa gạt chúng con. Má là người chuyện giới. Tông con dài mẹ cài bông qua ly. Mẹ lượm từng bóng bưởi trắng con gối đầu. Mẹ dạy từng câu hò lý ca dao. Mẹ dạy từng câu hò lý ca... Gì vậy? Em không biết gì vậy? Tại vì mẹ là người chuyện giới rồi, phải làm sao? Thì có cái gì đâu, trời nghĩ sao mà bà cưới 8 đời chồng. Cái bụng bà nhỏ xíu mà có đẻ được cái nào nữa đâu. Trời ơi, trời ơi. Không sao, không sao. Tại biết sao không? Hết thời gian rồi. Trời ơi. Cũng giỏi đó. Giỏi là có biết là không cười là làm tiếp đúng không? Cái đoạn sau chắc không có trong kịch bản. Cũng nhoi, cũng la làng la sớm. Cũng biết cách nhảy đầm. Rồi bỏ câu thoại vô. Nhưng mà biết sao không? Cơ bản là nó không có quá buồn cười. Hồi nãy cười hai lần là cười khuyến khích cái hình thể xấu quách. Chịu. Còn bây giờ cho người ta coi hai lần ở đó rồi thì phải cho coi cái gì mới hơn. Không mới hơn. Cũng la, cũng mua, mua lửa hoài. Tiếc quá trời tiếc. Tôi tưởng là sau hai tiết mục này Chứng Thành đã cười cho các bạn là do hình thể tốt, có nội dung bất ngờ, nhưng cũng do hình thể hai bạn phóng cái vèo qua. Thì sau đó các bạn, sau cái giật đó, các bạn cho tôi một cái thần thái khác. Các bạn cho tôi một chén cháo yến. Rồi sau đó các bạn mới kết luận là đó không phải cháo yến, đó chỉ là bún tàu hay là cái gì đó. Các bạn hiểu không? Các bạn diễn ngày các bạn lấy 20 triệu, thấy không? Từ 2 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Cái độ các bạn phải nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Thấy không? Còn đây các bạn bị giống như vậy, giống như vậy. Cảm ơn hai bạn đã tới với chương trình. Làm cho tất cả danh hài. Mình cứ rồi bạn sẽ là người sẽ phân thái.